Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối yêu thương tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, chúng tôi xin được giới thiệu cùng quý vị và các bạn hoàn cảnh của gia đình ông Phan Văn Trương, hiện trú tại đội 1, thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. Gia đình ông Trương vốn là một gia đình có nhiều khó khăn trong cuộc sống do đông con, điều kiện kinh tế gia đình chật vật. Nay lại càng trở nên khó khăn hơn khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Huế mắc chứng ung thư đại tràng, nay đã di căn đến gan, trong khi các con của ông vẫn còn quá nhỏ, cháu cuối cùng chưa đầy 1 tuổi. Nỗi lo không thể chăm lo được cho các con lớn khôn, trưởng thành và được ăn học đến nơi đến chốn đang chất đầy lên đôi vai của người cha đã gần 60 tuổi và người mẹ đang từng ngày giành giật sự sống với căn bệnh ung thư quái ác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và chia sẻ với những khó khăn mà gia đình ông Phan Văn Trương phải trải qua lúc này. Tôi sau khi mà lấy vợ là không đi được 10 năm, sinh ra được 3 cháu. Điều kiện trong nhà thì một thằng con đầu thì bị khuyết tật, con sáu thì trừ vợ thì bị ung thư, thì gọi con thì quá dài. Trước khi hai vợ chồng lấy chắc thì sau khi uống mật ạ, để đem chắc đấy, về đấy con dài thì một chắc đi làm thôi. Khi sinh được thứ ba thì được chưa đến 6 tháng thì mẹ đổ bệnh xuống. Về bữa ruột là viện, vô viện là tạm nữa, chứ không làm được chết. Lương tâm làm cho khả năng chịu không nổi. Cứ một lần mà vỡ lên cơn đau á, vì mình cũng hết sức rồi. Nói cho vợ con đi nữa là không hết sức rồi. Cái sửa cháu từ khi mẹ tập trung đau là 16 tháng 12 ngày là bắt đầu là cho đi viện, kể là bắt đầu là cai sữa luôn, cho bụi sữa ngoài. Còn nữa cháu mình đi là cái là gần 12 tháng nữa đó, một tuần đâu á là suốt, là vì ngay là cứ bố trong viện rồi mẹ hắn, còn đêm ra là quả cả đêm nhớ mẹ, cả xem bụi mà cả nhớ nữa. Sau dần 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 bữa đó làng xóm rồi anh em gì mới chứ là buông người, nó buông người khác buông cho cháu bên quen ấy. Chứ bên ý thì nói chung đi ngủ có ai được hết, chứ ai buồn đi mua chó buồn nữa, chứ vì buồn quá nhiều người, ngủ quá nhiều người, chứ là coi là ai buồn đi mua được, ai cho đi mua được, quá khó khăn. Chứ mẹ cái tuổi nữa rồi mà chưa buồn được cháu, cháu thì càng ngày càng hẳn lớn lên nên vùng vậy buồn, không có bữa như bữa ăn không nổi cơm nữa, chắc buồn khốn mà vất vả. Con nữa cháu đi ngoài tiểu tiền đại tiền chứ là miếng lâu đi vẽ hết, chứ mẹ làm được, mẹ chỉ có trống có cho đi ở nhà rồi đó. Con nữa mình mấy cái việc phụ này mẹ làm được, con từ nhà một cả ngày sáng đến trưa trên tuổi được nhiều bữa là cái mẹ thả bữa ăn luôn. Sức khỏe chứ mẹ chỉ uống nổi đi đi một chắc một lần trường, lần trường rồi mới chưa chữ được cháu nữa, đúng chứ quá vất vả. Từ trước khi mà vợ mắc bệnh á, thì ông làm những việc gì để có thêm thu nhập để nuôi sống gia đình ạ? Trước đấy vợ chưa lâm bệnh á, thì tôi chủ yếu là đi phụ bê tông, đi làm bê tông với họ. Rồi khi mà không có việc nữa thì chạy đi bốc tập lỗ xi măng, xe của họ về rồi là họ điện đi bốc. Thì thu nhập thì nếu làm bê tông thì một ngày được 200, 220, nhưng mà đi bốc vác rồi thì ngày được 180, về đi phù hô thì ngày không được 180, không ăn uống á.
Tuổi của ông bây giờ cũng đã lớn rồi, gần 60 tuổi rồi, vậy thì nó ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng công việc cũng như là thu nhập của gia đình ạ? Chứ tuổi thì càng ngày càng cao thì những cái việc nặng có thể mình làm càng ngày càng làm nổi nữa. Đấy, chứ về suy nghĩ lại về mở ra nuôi ba con gà còn vịt chứ thêm vô về có ai kêu việc nhẹ nhàng phù hộ đôi nhẹ lại thì mình đi làm thêm để có thu nhập về để trang trải trong gia đình đó. Một mình gà trống nuôi con đã là việc không dễ dàng, và với hoàn cảnh của gia đình ông bây giờ có thể nói là rất là khó khăn. Vậy thì có lúc nào ông nghĩ tới việc là mình sẽ phải nhờ định một tổ chức hoặc là một cá nhân nào khác để là nhận nuôi các cháu không ạ? Khi mà mình nặng thì tôi có suy nghĩ nữa, chứ là mình là bữa là năm sáu năm bảy tuổi rồi mà lo cháu ăn học mà để nên chỗ là đấy là một vấn đề là quá nan giải, nên cũng nhiều khi cũng làm suy nghĩ là trung cầu có một cái đơn vị cá nhân một đó nhưng đỡ đâu cho cháu để rồi cho được ăn học. Cái trừ bản thân thì khả năng là sắp xếp để mà công tử công ăn việc làm để có thu nhập về mà nuôi được cháu là cho trưởng thân có ăn học là khả năng về sức khỏe mình em không lo lụi cho cháu nữa. Vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Trong lối xóm thì ban ngày thì cũng đi làm việc, còn tối về thì cũng sáng là cũng giúp anh chị, người thì bồng con rồi người thì nói chung là phù thêm cho anh, nó cũng cái tội quá, cảm thấy hoàn cảnh là quá tội đi. Vì do cái hoàn cảnh gia đình thì từ lúc vừa anh Trương là đổ xuống đáo ạ, phải nói rằng là cũng phải điều trị dài ngày ở bệnh viện mà bệnh hiểm nghèo nữa, thân kinh phí để rồi phục vụ cho việc điều trị cũng lớn hơn nữa. Trong gia đình thì có là nhỏ, mẹ thì già tuổi cao trên 90, cho nên anh Trương thì phải theo vợ điều trị ở bệnh viện, nên mọi cái sản xuất trước đó cũng nhờ cả cái bà con thân thích, anh em họ hàng với cả tổ chức đoàn thể trong thôn người ta giúp đỡ hỗ trợ, thế cái làm ruộng việc người ta giúp đỡ người ta làm cho. Bây giờ cũng nhờ mọi cái sự tiền, nhờ cái sự đùm bọc của bà con láng giềng rồi các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể người ta hỗ trợ giúp đỡ thêm là chủ yếu. Bây giờ để có một chính sách cụ thể để rồi giải quyết hỗ trợ cho gia đình mà chưa. Một đứa đầu thì chuẩn bị vô lớp 1 đấy nữa, mà mẹ đau rồi thì chứ mình đang mà có điều kiện để cho cháu vô lớp 1 đặng học năm ngoái đó, mẹ đau phải dừng lại. Nhưng là một năm rồi, con đứa 6 thì 13 tuổi rồi, con em 6 thì 16 tháng nữa. Còn còn có vất vả đấy chứ, bọn tôi hàng xóm thì cũng giúp đỡ một phần nào đó thế đó. Con gia đình nữa thì nhờ là mọi cái cơ quan đoàn thể, những nhà hào tấm luôn, ông giúp đỡ thêm cho chị thì cho cháu chị một phần mà. Cháu đang nhỏ để cho con có điều kiện để đi học á. Nhất là con em thì con em 6 thì láng qua sữa cũng thế. Chứ nếu như mà chị mất đi thì hoàn cảnh ba đứa thì không biết rơi vô cái hoàn cảnh những ai nuôi nấng được nữa. Thì chị hàng xóm thì không biết làm thế nào nữa, chứ chắc cũng nhờ cấp trên với mọi cái nhà hảo tâm với mấy cái quan đoàn thể giúp đỡ thêm cho chị đó để quả tôi đó. Trước những khó khăn mà gia đình ông Phan Văn Trương đang từng ngày đối diện, những người thực hiện chương trình kết nối yêu thương đã tìm đến gõ cửa rất nhiều tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Và trong chuyến đi lần này, chúng tôi rất vui mừng khi có sự đồng hành cũng như những phần quà ý nghĩa mà các nhà hảo tâm mang đến cho gia đình ông Trương. Qua kết nối, công ty Thủy điện Quảng Trị đã trao tặng gia đình ông một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Sơn, các hội đoàn thể trao tặng gia đình phần quà trị giá 700.000 đồng. Thông qua Facebook Hồ Thiên Nga, các nhà hảo tâm đã gửi tặng gia đình phần quà trị giá 8 triệu đồng. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, những phần quà ý nghĩa mà các cá nhân, các tổ chức trao đến gia đình ông Phan Văn Trương trong thời điểm này là điều hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, chúng tôi rất mong rằng sau khi chương trình này được phát sóng, sẽ có nhiều hơn các cá nhân, tổ chức tìm đến để hỗ trợ thêm cho gia đình, nhất là trong việc chăm sóc, nuôi dạy các con của ông Trương. Bởi lẽ với một người đàn ông đã gần 60 tuổi thì việc lo cho những đứa con thơ dại cho đến ngày chúng trưởng thành là điều không hề dễ dàng. Đến đây, chuyên mục Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.